Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 đó. Theo yêu cầu của anh em chờ đợi cũng khá lâu rồi à, quay lên cho anh em xem không. Một tốp gà Asian Pakistan 4 tháng nha đó. Con này 4 tháng nha anh em. Hiện tại là 2kg rồi nha. Chạng cao, dày. Con này chạng tầm 3,5kg, 3,6kg nha. Con này rất là lớn ký. Hiện tại là cái chiều cao của nó cao bằng miếng gà trưởng thành rồi đó. Con này dáng rất là cao luôn. Sắm chuối nha, 2kg. Con này em để giá là 4 triệu nha anh em. Giá trên bao ship tất cả mọi nơi cho anh em nha. Anh em nhìn dáng rất là cơ bắp nha. Nguyên liệu rất tốt cho anh em pha máu luôn nha. Con này em lấy mang về pha với miếng gà mái Mỹ què đời nha. Mái em cũng có luôn rồi. Trống thì con này 4 triệu. Mái thì em có gà cũng bằng tuổi mấy con này luôn. Thì giá 1 triệu con nè, gà mái á. Cứ bắt con này về đổ với lại 2-3 con mái là ok rồi ha. Rồi, ai có mến thì alo em ha. Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em. Mái Mỹ em cũng có luôn rồi đó. Mái Mỹ thì triệu con. Còn con này thì em để 4 triệu ha. Anh em nhìn nó với gà mái tre bên ngoài ha. Thứ nhất là cái sàn em đổ nó cao hơn. Thứ hai là gà mái nó... Người trống này nó quá cao. Chào anh em nha.